Em ơi, anh cần gì? Anh đang có nhu cầu mua một cái màn hình LG giá khoảng 25 triệu đổ xuống để phục vụ nhu cầu chơi game. Ôi này, em có luôn có màn hình LG để cho anh độ phân giải 4K tấm nền nano IPS cực kỳ xịn. Giá này em nhớ chỉ khoảng hơn 20 triệu một tí thôi, phù hợp với nhu cầu của anh. Đây này, góc nhìn cũng rộng luôn, hoàn hảo thoải mái. Anh cứ tin em, chỉ cần lấy con này là được, không cần phải tư vấn cái gì hết cả. Ok, anh tin em, lấy chiếc con này. Thì ok anh, lấy luôn con này. Thế okay. Của anh xong hết rồi đấy. Chỉ thế thôi à? Không hết rồi, không còn gì đâu ạ. Đâu, anh xem trên mạng là có quà tặng gì cơ mà. Không biết là em có thể giúp gì được cho anh. Anh đang có nhu cầu muốn mua cái màn hình để chơi game, giá thì khoảng tầm 25 triệu đổ lại. Em tư vấn giúp anh nhé. 25 triệu đổ lại thì hiện tại ngay đây luôn em đang có một con màn hình LG. Màn hình LG này là cực kỳ phù hợp để chơi game. Đây là màn hình Ultra Gear, thì ở đây có độ phân giải lên đến 4K, tấm nền thì là tấm nền Nano IPS và màn hình là màn hình 27 inch cho góc nhìn cực kỳ rộng nữa. Và hiện tại em có rất là nhiều các phần quà. Thôi, anh không lấy quà đâu. Anh lấy thôi, cái gì ship cho anh nhá, anh đang vội. Từ anh ơi, ở đây thì em đã chuẩn bị quà sẵn rồi, anh chỉ cần mang quà với một tí nữa màn hình em sẽ ship về tận nhà cho anh luôn. Ui, thế à em, anh cảm ơn em nhé. Em ơi, anh mới mua mấy con cặp màn hình với quạt tản nhiệt mấy hôm trước ấy, nhưng mà hình như bị lỗi sao ấy, em kiểm tra rồi đổi lại cho anh nhé. Anh ơi, cái này thì chắc là em phải nhờ kỹ thuật kiểm tra, thì xong còn gửi về hãng nữa thì em cứ để đây, rồi có gì em gọi cho anh sau nhá. Anh để tạm mấy giờ em được. Không biết là em có thể giúp gì cho anh được không ạ? Anh mới mua mấy con cạc màn hình với quạt tản nhiệt mấy hôm trước, nhưng mà hình như bị lỗi hay sao ấy. Em kiểm tra rồi đổi lại giúp anh nhé. Cái này thì em sẽ nhờ kỹ thuật kiểm tra. Còn trong lúc kiểm tra thì em có thể mời anh ngồi đây để có thể trải nghiệm game trong lúc chờ đợi ạ. Cảm ơn em. 12 seconds later. Em xin phép gửi anh linh kiện mới ạ. Thì với chương trình bảo hành cũng như là chế độ bảo hành của Alphab, nếu mà lỗi do nhà sản xuất thì trong vòng 30 ngày anh sẽ đổi mới được ngay linh kiện. Và đây sẽ là linh kiện mới của mình. Em ơi, hôm trước anh vừa mua cái màn hình 2K, nhưng mà trẻ ở sao vậy là Full HD. Em kiểm tra lại giúp anh với, rồi đổi lại cho anh nhé. Cái này anh cứ để đây, có gì em nhờ kỹ thuật scale lên. Thì là độ phân giải cho anh được ấy mà. Không sao đâu, cứ để đây được. What? Scale. Em chào anh ạ, không biết là em có thể giúp gì cho anh được không ạ? Em xem như nào giúp anh với. Màn hình anh mua 2K về nhà thành Full HD. Anh vào trong có gì mình ngồi chờ, em sẽ nhờ kỹ thuật kiểm tra giúp anh ạ. Chào anh ạ, em đại diện cửa hàng ấy, thì rất xin lỗi về sự nhầm lẫn vừa rồi. Thì bên em có sản phẩm mới đổi mới lại cho anh luôn. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Alphab is the best.